Chào mừng quý vị trở lại với Laden Vlogs USA Nếu đây là lần đầu tiên quý vị đến với Laden Vlogs Xin hãy nhấn nút subscribe để ủng hộ cho Laden nhé Sau đó hãy nhấn nút chuông để có thể nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Laden có video mới Laden xin cảm ơn quý vị rất nhiều Quý vị thân mến Trong video ngày hôm nay, ngày 3 tháng 3 năm 2022 Lê Đinh xin cập nhật thêm với quý vị Tên của 17 tiểu bang có tiền thực phẩm khẩn tháng 3 năm 2022 và lịch gửi tiền thực phẩm khẩn ở những tiểu bang này. Sau phần cập nhật, Lê Đinh cũng xin chia sẻ với quý vị, điều kiện để những tiểu bang có tiền thực phẩm khẩn hàng tháng. Có phải đây là tiền trợ cấp cho những tiểu bang nghèo hay không? Sau đây, Lê Đinh xin mời quý vị cùng theo dõi phần thứ nhất của video. Trong video số 549 được đăng vào ngày 28 tháng 2 năm 2022, Lê Đinh đã chia sẻ với quý vị danh sách của 13 tiểu bang đầu tiên cộng với Washington DC là những nơi có tiền thực phẩm khẩn tháng 3 năm 2022. Đó là những tiểu bang sau đây. Alabama, Indiana, Iowa, Kentucky, Maine, Maryland, Michigan, New Jersey, Pennsylvania, Rhode Island, Virginia, West Virginia, Wisconsin và Washington, DC. c Lê Đinh cũng đã chia sẻ lịch gửi tiền thực phẩm khẩn tại những nơi này trong video số 549. Nên nếu quý vị muốn biết về lịch gửi, xin quý vị hãy nhấn vào đường link đang hiển thị trên màn hình của quý vị ngay bây giờ. Đến ngày hôm nay, 3 tháng 3 năm 2022, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ lại cập nhật thêm 17 tiểu bang nữa có tiền thực phẩm khẩn tháng 3 năm 2022. Sau đây là tên và lịch gửi tiền thực phẩm khẩn tháng 3 tại 17 tiểu bang này. Thứ nhất là tiểu bang Arizona, lịch gửi tiền thực phẩm khẩn ở Arizona là vào ngày 2 tháng 3 năm 2022, tức là ngày hôm qua. Tiểu bang thứ hai, Colorado, lịch gửi sẽ bắt đầu vào ngày 6 tháng 3 đến hết ngày 11 tháng 3 năm 2022. Tiểu bang thứ ba, Delaware lịch gửi sẽ là vào ngày 23 tháng 3. Tiểu bang thứ tư, Georgia, lịch gửi sẽ bắt đầu vào ngày 28 tháng 3 và kéo dài đến hết ngày 31 tháng 3. Thứ năm là tiểu bang Hawaii. Những quý vị ở tiểu bang Hawaii có tiền food stamps sẽ được nhận thêm tiền thực phẩm khẩn tháng 3 vào ngày 12 tháng 4 năm 2022, tức là một tháng sau khi tiền thực phẩm khẩn được chấp thuận ở tiểu bang. Thứ sáu là tiểu bang Illinois. Lịch gửi ở tiểu bang này sẽ bắt đầu từ ngày 21 tháng 3 đến hết ngày 29 tháng 3. Và quý vị sẽ được nhận tiền thực phẩm khẩn một ngày sau khi quý vị nhận tiền food stamps căn bản của quý vị. Tiểu bang thứ bảy là Louisiana. Lịch gửi tiền thực phẩm khẩn ở tiểu bang Louisiana sẽ là vào những ngày sau đây. 5 tháng 3, 12 tháng 3, 19 tháng 3 và 26 tháng 3. Tiểu bang thứ 8 là New Mexico. Những quý vị có tiền food stamps ở New Mexico sẽ được nhận thêm tiền thực phẩm khẩn, hay còn được gọi là tiền EA của tháng 3, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 đến hết ngày 31 tháng 3. Tiểu bang thứ 9 có tiền thực phẩm khẩn tháng 3 là North Carolina. Lịch gửi tiền ở tiểu bang này sẽ bắt đầu từ ngày 22 tháng 3 đến hết ngày 31 tháng 3. Thứ 10 là tiểu bang Ohio. Lịch gửi tiền thực phẩm khẩn ở Ohio sẽ là vào ngày 24 tháng 3. Tiểu bang thứ 11, Oklahoma. Những quý vị có food stamps ở Oklahoma sẽ được nhận tiền thực phẩm khẩn của tháng 3 năm 2022. Bắt đầu từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 15 tháng 3 năm 2022. Tiểu bang thứ 12 là Oregon. Những quý vị có tiền food stamps ở Oregon sẽ được nhận tiền thực phẩm khẩn của tháng 3 vào một trong 3 ngày sau: 10 tháng 3, 30 tháng 3 hoặc là 1 tháng 4. Điều này có nghĩa là nếu vào ngày 10 tháng 3 mà quý vị chưa có tiền thực phẩm khẩn tháng 3 ở Oregon thì quý vị phải đợi đến ngày 30 tháng 3 còn nếu ngày 30 tháng 3 mà quý vị vẫn chưa có, thì có thể quý vị sẽ được nhận tiền này vào ngày 1 tháng 4. Thứ 13 là tiểu bang South Carolina. Lịch gửi tiền thực phẩm khẩn tháng 3 tại tiểu bang này bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 đến hết ngày 28 tháng 3 năm 2022. Tiểu bang thứ 14 là Texas. Nếu quý vị đang có tiền food stamps ở tiểu bang Texas, quý vị sẽ được nhận thêm tiền thực phẩm khẩn tháng 3 Số tiền này sẽ được gửi đến cho quý vị trong khoảng thời gian từ ngày 7 tháng 3 đến hết ngày 11 tháng 3 năm 2022. Thứ 15 là tiểu bang Utah. Tiền thực phẩm khẩn tháng 3 ở tiểu bang Utah sẽ được gửi đến cho những quý vị đủ điều kiện vào ngày 27 tháng 3. 16 là tiểu bang Virginia. Ở tiểu bang Virginia, lịch gửi tiền thực phẩm khẩn tháng 3 sẽ là vào ngày 16 tháng 3 và tiểu bang thứ 17 được có tên trong danh sách của những tiểu bang có tiền thực phẩm khẩn tháng 3 năm 2022 là tiểu bang Washington. Lịch gửi tiền thực phẩm khẩn tháng 3 ở tiểu bang Washington sẽ bắt đầu từ ngày 2 tháng 3 đến hết ngày 20 tháng 3 năm 2022. Số tiền này sẽ được gửi vào thẻ của quý vị một ngày sau khi quý vị nhận được tiền food stamp căn bản. Thí dụ, ngày nhận tiền food stamps hàng tháng của quý vị là ngày 3 tháng 3, thì vào ngày 4 tháng 3, quý vị sẽ được nhận tiền thực phẩm khẩn. Như vậy, tính đến ngày hôm nay, tổng cộng có 30 tiểu bang và Washington DC là những nơi có tiền thực phẩm khẩn tháng 3 năm 2022. Lê Đinh mời quý vị xem lại danh sách cập nhật mới nhất về những tiểu bang có tiền thực phẩm khẩn tháng 3 năm 2022. Nếu quý vị vẫn chưa thấy tên của tiểu bang mình trong danh sách này, xin quý vị hãy chờ đợi thêm một vài tuần lễ nữa để Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cập nhật tiếp tục những tiểu bang có tiền thực phẩm khẩn tháng 3. Lê Đình cũng sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật với quý vị khi có những thông tin mới nhất về chương trình thực phẩm khẩn này. Quý vị thân mến, Lê Đình xin được dành phần tiếp theo của video ngày hôm nay để chia sẻ với quý vị điều kiện như thế nào để tiểu bang của quý vị được chấp thuận có tiền thực phẩm khẩn hàng tháng? Đây cũng là câu hỏi được một số quý vị khán giả để lại ở phần bình luận trong các video của Lê Đinh. Bởi vì quý vị thấy có một số tiểu bang thì có tiền thực phẩm khẩn, nhưng có một số tiểu bang cũng không có. Và cũng có một vị khán giả để lại câu trả lời rằng đây là tiền trợ cấp của chính phủ Mỹ dành cho những tiểu bang nghèo. Như vậy, Điều này có chính xác hay không? Quý vị nghĩ sao, khi nước Mỹ có tổng cộng là 50 tiểu bang, cộng thêm một vài quốc đảo mà trong tháng 2 năm 2022 có khoảng 40 tiểu bang được tiền thực phẩm khẩn tháng 2 năm 2022. Chẳng lẽ 40 trong số 50 tiểu bang của nước Mỹ đều là những tiểu bang nghèo? Nước Mỹ có nhiều tiểu bang nghèo vậy hay sao? Nói một cách chính xác, tiền thực phẩm khẩn không phải là tiền trợ cấp của chính phủ cho những tiểu bang nghèo, mà là tiền trợ cấp của chính phủ cho những tiểu bang đang có những tình trạng khẩn cấp cần được giúp đỡ và tiểu bang đó có tuyên bố tình trạng khẩn cấp hay còn được gọi là Emergency Declaration. Những tình trạng khẩn cấp đó bao gồm như cháy rừng, lũ lụt, dông bão, đại dịch, vân vân và vân vân. Nếu Lê Đinh nhớ không lầm, thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2021, để giúp người dân ở tiểu bang khắc phục những hậu quả của đại dịch COVID-19. Chính phủ liên bang bắt đầu hỗ trợ thêm chương trình EA đến những tiểu bang và đến những gia đình đang nhận tiền food stamps ở những tiểu bang này. Chính phủ tiểu bang phải nộp đơn xin chương trình EA cho người dân ở tiểu bang mình và phải thỏa một trong những điều kiện sau đây mới được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ chấp thuận. Điều kiện đầu tiên là tiểu bang vẫn còn có nhiều ca nhiễm COVID-19. Điều kiện thứ hai, một số khu vực trong tiểu bang vẫn còn phải bị cách ly. Thứ ba, các cơ sở kinh doanh ở tiểu bang vẫn còn bị đóng cửa hoặc là vẫn còn phải giảm giờ làm. Điều kiện thứ tư, người dân trong tiểu bang vẫn còn gặp khó khăn về kinh tế, chẳng hạn như bị giảm giờ làm, bị thất nghiệp và đó là do hậu quả của đại dịch. Thứ năm, người dân ở tiểu bang vẫn còn thực hiện các biện pháp giãn cách, thí dụ như đeo khẩu trang, đứng cách nhau 6 feet. Và cuối cùng, điều quan trọng nhất cần phải có là tình trạng tuyên bố khẩn cấp của tiểu bang vẫn còn đang hiệu lực. Quý vị thân mến, nếu những tiểu bang nào có một trong những điều kiện vừa mới nêu trên và tiểu bang đó có tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở tiểu bang thì tiểu bang sẽ được quyền nộp đơn xin thêm tiền thực phẩm khẩn. Vì vậy, tiền thực phẩm khẩn không phải là tiền chính phủ trợ cấp cho những tiểu bang nghèo, mà là tiền chính phủ trợ cấp cho những tiểu bang vẫn còn bị ảnh hưởng vì hậu quả của đại dịch COVID-19. Quý vị thân mến, và đó là những gì mà Lê Đinh muốn chia sẻ với quý vị trong video ngày hôm nay. Lê Đinh hy vọng video này mang đến những thông tin hữu ích cho quý vị. Và Lê Đinh cũng sẽ tiếp tục gửi đến quý vị thêm nhiều video với những thông tin hữu ích khác. Cho nên, để không bỏ lỡ những video này, xin quý vị hãy nhấn nút subscribe và nút chuông nếu như đây là lần đầu tiên quý vị đến với Đinh Vlogs USA. Còn nếu quý vị đã nhấn nút subscribe và nút chuông một lần rồi, thì quý vị không cần phải nhấn subscribe hay nút chuông nữa, mà xin quý vị hãy nhấn nút like nếu như quý vị thấy Đinh có những video hữu ích. Lê Đinh xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Trước khi tạm chia tay, Lê xin chúc quý vị và gia đình lúc nào cũng luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo